bóc kim thang cả đang đi dở. Qua kèo là kèo qua một. Chú ban dầu qua cầu mà té. Chú ban anh ở lại làm chi. Con lè lè đánh trong thổi đèn. Con bìm bìm thổi tỏ tí té. Tỏ té, tỏ té, tỏ té, tỏ té, tỏ té, tỏ té. Bắt kim thang, ô bắt kim thang. Câu hát cũ nhưng khi nghe lại thì như ruột thắt tim gan. Đóng mít cửa và tắt khách đèn để nghe chuyện kể dân gian. Bỏ vào lon 1-2 viên kẹo xong rồi mình thắp cây nhang. Vì âm bính sẽ trở về vào tháng 7. Lướt đi ngao du và nhẹ nhàng như nước chảy. Ít thể quan tâm và cũng ít khi nghe thấy. Nên người ta từng không tin cho tới khi được trông thấy. Đến khi OTD anh không nên lúc. Bạn còn cỡ dân chơi hay mang ra đi sinh xuất. Lời đầu tiên nó xin ông bà bên trên phù hộ. Nhưng mục đích chính là xin con số anh đã bù lù. Và nổi tiếng miền Tây chính là châu đốc An Giang. Thất sơn bảy nối chân dự linh hồn lang thang. Ai chờ ai đến 12 giờ đêm. Tay chân là toa nằm bên bờ cơn. Cả đang đi dở. Qua kèo là kèo qua một. Chú ban dầu qua cầu mà té. Chú ban anh ở lại làm chi. Con lè lè đánh trong thổi đèn. Con bìm bìm thổi tỏ tí té. Tỏ té, tỏ té, tỏ té, tỏ té, tỏ té, tỏ té. Bắt kim thang, ô bắt kim thang. Câu chuyện dân gian bắt đầu từ trong một ngôi làng. Chú bán ớt và anh bán dầu bắt đầu kết đôi thành bạn. Tình cảm anh em của họ khăng khít như là bố bí một dạng. Rồi con bìm bìm và con lè lè đưa cho đêm báo là đừng đi ngang qua con sông kia trước khi đến 6 giờ. Vào đêm trăng ta rất dễ đục nước béo co. Đi qua đó nhớ phải ngó coi chừng mà da kéo giò. Cây cầu chân chờ người đi thích qua là lấy mạng. Chìm lấy lên hồn để được ngày trở về dương gian. Trước ly ánh sáng chú bán dầu rơi vào đêm tàn. Không thể ngăn cản chú bán ẩn, không thể ngăn cản. Kết cục người đi ngang qua đây chỉ để lại xác thịt. Mắt buồn người ở lại làm chi giữa cuộc đời bất hạnh. Khi mà con bìm bịp leo leo hòa thanh cùng nhau. Cất tiếng hát cũng là gửi đến cảnh báo đời sau. Cả đang đi dở. Qua kèo là kèo qua một. Chú ban dầu qua cầu mà té. Chú ban anh ở lại làm chi. Con lè lè đánh trong thổi đèn. Con bìm bịp thổi tỏ tí té. Tỏ té, tỏ té, tỏ té, tỏ té, tỏ té, tỏ té. Lần đầu tiên tôi mới thấy 4 chiếc nón chưa cần sự quyết định của hai vị giám khảo đã được tung lên trên sân khấu. Và đó là Ricky Starr. Khi tôi nghe cái bài của bạn là tôi cũng thấy thật sự phấn khích. Tại vì cái nhịp bạn nó rất là biến hóa. Và nó biến hóa trên cái sự cảm thụ âm nhạc cực kỳ tinh tế. Bạn lại có cái phong cách trình diễn nó cực kỳ chuyên nghiệp, nó rất đầu tư, nó rất nghiêm túc. Và đúng như cái lời bạn nói là muốn một lần được biểu diễn trước những đồng nghiệp tầm cỡ của mình để biết mình cỡ nào. Dạ em cảm ơn. Cuộc thi đã bắt đầu đấy, tỷ thí đấy. Xin cho hỏi những chiếc nón này có ý nghĩa như thế nào với các vị huấn luyện viên ạ? Xin mời. Anh xin phép nói trước, anh rất là thích trước tiên là cái sự khiêm tốn của em. Bản thân cái dòng nhạc này nó đã là một cái gì đó khác biệt rồi. Mà em ở trong này em đã là khác biệt. Ở trong những cái khác biệt đó nữa. Trong khi mọi những người khác, kể cả anh đây, thì mình cố gắng mình mặc những cái đồ lèo lẹt hoặc là hip hop. Thì em lại đi chân đất lên với cái khăn rằn. Trước khi thấy em hôm nay anh đã biết trước là em đã lột tả cái sự chất phác của cái đời sống bình thường ở miền Tây rất là thành công rồi. Và hôm nay em lại tiếp tục xuất hiện với cái hình ảnh này nữa làm anh rất là phục. Còn về âm nhạc, cảm ơn anh. Cho tới thời điểm hiện tại, đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất. Hands down. Vicky ơi, cái bộ đồ đó nó hợp với cái quạt này nè em. Dù à hi hi. Em á, em yêu thương ai em cho tôi thấy cái sự chân thành của em một tí. Chứ không phải lâu lâu em nói cái này hợp, cái này nè. Không ai hợp bằng chị đâu. Em đang chờ Caric nói để cho em hạ bệ hết. Em rồi, hốt cả ba. Cái hụi chót đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, Caric nói đi cưng. Đầu tiên là em đã chọn một cái chủ đề nó quá thông minh. Tuy nhiên đó là một chủ đề khó chứ không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được. Và em là một người khai thác rất giỏi. Bên cạnh đó nữa là anh cực kỳ thích cái cách em chuyển biến flow. Nó rất là tinh tế, mặc dù nó chỉ là một chút thôi, nhưng mà nó để lại cái dấu ấn trong lòng người nghe rất là kỹ, rất là sâu. Xin chúc mừng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Mời em hôn hụi. Em ơi, em đại diện miền Tây. Và cái chuyện Bắc Kim Thang là cái chuyện mà lâu đời tới nỗi mà chị không nghĩ là ai cũng hiểu vì sao nó có cái bài hát này. Nó nghe rất là lạ. Chú bán dầu qua cầu mà té là tại sao? Có ai biết câu chuyện này không? À, chị có thể coi Quỳnh Lập kể chuyện ma tập 3 chị nha. Thay vì là chị coi một mình chị thì em có thể cùng chị show với tất cả những cái người khác mà không phải là chỉ có ở địa phương, không phải chỉ có ở Việt Nam, về những cái câu chuyện như thế này hay không? Ý em nói là không chỉ ở Việt Nam. Em đang dụ người ta ra ngoại quốc hả? Đâu có, tức là thời buổi bây giờ là toàn cầu hóa rồi, cho nên em đi đâu thì Ricky Star thì vẫn sẽ là Star. Thấy ghét không? Ý là nói là để chị đi mấy cái liên quan quốc tế đồ chị kéo em theo kiểu. Dạ không, thực ra thì em với chị Suboy có một kỷ niệm mà đã thay đổi em và cả nhóm của em luôn. Thì lần đó là tụi em đi show diễn lần đầu tiên của OTD. Thì mấy cái anh ban tổ chức bên đó thì không có chỉ chỗ cho em vô cái phòng của nghệ sĩ mà ngồi, thì tụi em phải đứng ở ngoài đó. Xong cái chị Su đi vô, dắt một mạch đi vô trong phòng artist, ăn uống tiệc tùng trong đó luôn. Từ đó về sau thì OTD tụi em luôn tôn trọng những người nào mà cứ đứng sát cánh gà của tụi em. Tất cả đều là đồng đội của tụi em hết. Chị 13 là đây. Nhưng chúng ta cùng phải lắng nghe hai người giám khảo để xem họ nói gì. Romantic phải gọi đây không phải là một bài thi. Đây là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, được trình bày rất là thông minh, rất là chặt chẽ. Và rất là may mắn khi không phải quyết định gì cả. Bởi vì chỉ việc ngồi đây và thưởng thức thôi, bạn đã làm rất là tuyệt vời rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Đại khái là kiểu đa mắt, đa tai, cả phần nghe lẫn phần nhìn. Bạn bước lên sân khấu, những cái gì mà cần tỏa, bạn tỏa. Còn những cái gì cần tiết chế, bạn tiết chế hết mực. Nói chung là rất ít người có thể làm được cái điều đấy ở trên sân khấu. Dạ em cảm ơn anh. Mình với anh Ti giống như kiểu một đôi tình nhân dắt nhau vào rạp phim, xong rồi loa liếc xịn xiếc ngồi xem thôi. Bây giờ chả có quyền lực gì nữa rồi, mũ một đống trên sàn rồi. Lần đầu tiên mà tôi thấy hai vị giám khảo coi như là nhìn nó bất lực. Bởi vì theo luật chương trình, khi mà những chiếc mũ này được đưa ra là quyền quyết định sẽ được chuyển về Ricky Star. Không biết Ricky Star có muốn nghe bọn mình tư vấn không? Dạ muốn ạ. Nếu bạn thuộc về team của anh Binzy thì bạn sẽ có màu sắc mà Ramastic nghĩ là sẽ rất là mới lạ. Bởi vì những điều mà anh Binzy làm từ trước đến giờ với những điều mà bạn làm ấy, nó chưa có nhiều cái sự va chạm nhau. Mỗi người vẫn đang ở những cái khoảng trời riêng, nên khi hai cái khoảng trời này nó có cơ hội nó chạm vào nhau, nó giống như là hai vũ trụ khác nhau. Khi chạm vào nhau nó sẽ tạo ra một hố đen. Và hố đen có sức hút như thế nào thì chắc là bạn cũng hiểu. Đấy là suy nghĩ của Ramastic. Mình nghĩ là Suboy cũng sẽ có những màu sắc đặc biệt để dành cho bạn. Tuy nhiên thì Suboy lơm kìa. Mình nghĩ là Suboy không có thiện cảm mình nên mình cũng không muốn bạn về đấy. Mình muốn lắng nghe thêm. À thế à. Sẽ có nhiều thứ hơn là rap. Khi đó cái nhạc nó là cái kết quả cuối cùng và cơ hội không phải là chỉ có một đường thẳng mà sẽ có rất là nhiều đường từ các hướng. Su mới thấy được cái điều đó của Ricky Star và that's why Su mới lại đứng lên và Su dành với lại dành với tất cả mấy người này. Nhưng mà anh Binzy cũng có thể có nhiều đường, bởi vì hai con người này là trời ơi Binzy mà cho bận cái bộ đồ giống vậy là chết nhỏ. Tôi với Huawei chưa chết. Còn ngồi ở đây tại sao vậy? Từng người một sẽ được đưa ra ý kiến của mình. Anh Wowy và Ricky Star có một cái điểm chung, đó là hai người luôn làm rất tốt về những thứ mộc mạc, chân chất và mang tính dân tộc rất là cao. Bởi vì chương trình của chúng ta lại còn là rap Việt nữa, cái chữ Việt có sức nặng rất là lớn. Ramastic cảm thấy rất là trân trọng khi chúng ta làm được những cái điều mà mang màu sắc của Việt Nam Vì thế nên anh Wowy Ramastic nghĩ cũng sẽ là một lựa chọn rất là thú vị cho bạn. Em cảm ơn ạ. Ricky Starr với cả Carrick có chung một những lúc điên cuồng, ngạo nghễ ở trong câu chữ khi mà đọc ấy. Cảm giác là Carrick có thể nâng đỡ được cái điều đấy. Như trong những bài hát tình yêu đi chẳng hạn, bạn Ricky Starr màu hát của bạn rất là tươi sáng, lạc quan. Anh Taxi à, Taxi ơi, đó đúng không? Carrick thì toàn những bài thất tình, buồn rầu. Sai rồi, sai rồi. Như vậy là nó đã có cái sự đối lập rồi. Rồi, thế là không nghe ế của Carrick rồi. Tới bây giờ chưa có một cái màu sắc nào Carrick chưa làm được, kể cả lúc Banger. Nếu thôi nha, nếu như mà Ricky Starr về đội Carrick thì Rick nghĩ là Rick cùng với lại Ricky Starr sẽ làm chung một cái điều mà Rick đang hướng tới mà tất cả mọi người chưa làm. Đó là làm thinh. Không anh. Chứ làm gì? Làm nhạc bằng một cái màu sắc mới. Ok. Anh nghĩ là đã đến lúc em nói lên vài suy nghĩ của mình trước khi em đưa ra quyết định lựa chọn huấn luyện viên nào. Đối với tụi em thì hai chữ rap Việt đó được xây dựng qua nhiều thế hệ rồi. Có những người ở lại, những người đi, cũng có những người ngã xuống rồi. Thế hệ của em không cho phép mình dừng lại hay là thụt lùi. Và em cũng đã có một người mà em luôn ngưỡng mộ và mong muốn có thể phụ anh ấy một tay để xây đắp thêm cho chữ rap Việt. Khi mình show được cái chất Việt của mình, khi mình toát ra được những gì mình có từ đất trời ở đây mà để người ta nhìn vô người Việt Nam không phải chỉ biết là đồng lúa này kia, có rất là nhiều thứ, thì chị cảm thấy là em có thể thử nhiều dạng hơn nữa và cái suy nghĩ về rap Việt nó rộng hơn rất là nhiều hiện giờ mình đang thấy. Có nghĩa là rap Việt không chỉ là rap chỉ để dành cho người Việt. Đúng rồi. Mà là rapper đại diện từ Việt Nam. Hay. Một quan điểm mà tôi nghĩ rằng mang tính biểu tượng và chúng ta sẽ là những người tiên phong đại diện cho bộ mặt của nền âm nhạc tại Việt Nam. Anh muốn em biết là tất cả những bạn thí sinh từ đầu đến giờ, những cái lựa chọn của anh đều là theo cái màu sắc của anh hết. Riêng em là người làm anh phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của anh để anh make cái lựa chọn này. Anh nghĩ em xứng đáng được người khác nghe nhiều hơn nữa. Em xứng đáng được nhiều người tôn trọng hơn nữa. Không chỉ những bạn ngồi ở đây ngày hôm nay đang xem truyền hình và ở những cái platform khác nữa. Anh cũng có output global, có thể để cho em suy nghĩ về cái việc đó giữa anh và Suboi. Em mà về với đội của anh thì không những anh là người phát huy được hết cái khả năng của em, và anh nghĩ em cũng sẽ là một cái gì đó tạo cảm hứng cho anh nữa. Thì anh làm tốt, rất là tốt cái việc của anh, mà nếu cái việc đó làm cùng với em thì come on. Một lời mời gọi không thể thú vị hơn khi mà Binz là một trong những hitmaker hiện nay, bài nào cũng trending. Tôi cũng là fan của Binz, tôi nói thẳng, nghe âm nhạc rất là thu hút, rất là thông minh và nó mang cái tính thời thượng cực kỳ cao. Thế cái tư duy của người đàn ông nó rõ ràng, nó khẳng khái, hợp lý nha. Ok. Mời Carrick. Em là một người có rất là nhiều chất liệu trong tay, đa dạng, đa màu. Bây giờ cái em thiếu đó là một người để cho phát huy hết tất cả các màu sắc còn lại của em. Và anh nghĩ là anh có thể làm tốt được điều đó hơn tất cả những người ở đây. Đó là lý do mà anh muốn em thuộc về anh. Em xin cảm ơn ạ. Đây là một sự phát wifi từ một cái người mà cũng theo đuổi nhiều thể loại như em. Hai người đàn ông thích chinh phục nhiều nẻo đường, họ sẽ gặp nhau và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau khi biết là chúng ta sẽ phải đi những con đường đó như thế nào. Mời Wowy. Wowy nghĩ cho tới thời điểm hiện tại thì sự lôi kéo nó là dư thừa. Những cái lời nhận xét nó không có ích gì nữa hết. Bởi vì cái người đàn ông đang đứng ở đây, người đó biết là mình đang làm cái gì. Wowy cũng rất là muốn người đàn ông này ở trong đội hình của mình. Cho dù Ricky Starr có về đội của Wowy hay không thì Wowy cũng rất là tôn trọng ý kiến của Ricky Starr. Và những điều mà người đàn ông này làm sẽ rất là tốt cho rap Việt dù ở bất kỳ đội nào đi nữa. Nếu như có nhân vật này thì đội đó giống như là con cọp có thêm hai cái cánh, giống như là con rồng mà nó dài hơn cả chục ngàn mét vậy đó. Yeah. Quyết định ở đây là của người đàn ông đó. Khi mà ban giám khảo ở trên là đã cạn lời như sa mạc rồi. Thưa quý vị, đó là một lời tán tụng đầy sự tôn trọng đến từ một trong những người lão đại trong cái nghề này. Và anh ta cũng là một trong những người mà chiếm trọn tình yêu thương của dân rap với những cái chủ đề mộc mạc đời thường nhất. Đó cũng là một trong những cái người mà tôi nghĩ là bạn cũng đang có cái tư duy giống anh ta, là muốn phát triển những cái điều chỉ có ở Việt Nam. Thưa quý vị, đây sự mời gọi đến từ 4 huấn luyện viên. Quý vị và các bạn đang trở lại với Rap Việt. Chương trình được sự tài trợ chính bởi Pepsi, vì chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Kế bên tôi là Ricky Starr, một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân. Thưa quý vị, vị giám khảo nào cũng đầy hứa hẹn. Về với ai thì bạn cũng sẽ là một trong những người mang sứ mệnh phát huy quang đại Rap Việt. Ricky Starr sẽ về với ai? Mời bạn đưa ra quyết định. Và tôi mời 4 vị huấn luyện viên hãy đứng dậy, quay mặt lại. Bạn sẽ gửi nón cũng như sẽ đặt chân mình lên nút đỏ của vị huấn luyện viên mà bạn muốn trở về. Mời Ricky Starr. Cho tới thời điểm hiện tại, đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất. Su mới thấy được cái điều đó của Ricky Starr, và that's why Su mới lại đứng lên. Anh nghĩ là anh có thể làm tốt được điều đó hơn tất cả những người ở đây. Riêng em là người làm anh phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của anh. Anh cảm ơn anh đã tin anh nha. Mình sẽ làm lịch sử, mình sẽ tạo nên lịch sử ở đây. Yeah, thank you em. Và một lần nữa thưa quý vị, Ricky Starr về đội Binzy. Thưa quý vị, đó là Ricky Starr và Binzy. À, cảm giác sao? Cảm giác sao? Em không thể nào nhìn mặt Binzy nữa. Đừng nhìn mặt nhau nữa, tức quá rồi. Không được gì hết. Mặt gay. Mà vui nhất là cái nón đầu tiên mà tôi thấy thằng bé nó để lại là của ông Karik nè. Thưa quý vị, rất ít những thí sinh được huấn luyện viên lựa chọn như thế. Một lần nữa sẽ được chúc mừng cho đội của Binzy đã nhận được một chiến binh cực kỳ nguy hiểm. À, tuy là cái nón này nó không có hợp với bộ đồ này lắm, nhưng mà trong cái khoảnh khắc này đứa kia cảm thấy cái nón này nó vô cùng đẹp và phù hợp với mình. Đón xem Rap Việt chỉ có trên VChannel lúc 20 giờ thứ Bảy. Beyond luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Beyond không thể rời mắt.